bố Lung là người yêu đương con gái nhất đang là câu chuyện đang gây lưu ý trên diễn đàn mạng làng hội. Người bố này đã sang tận nhà y dắt tay con gái về với câu tuyên bố hùng đại, lấy y để hạnh phúc, chứ lấy để chịu đòn roi thì về nhà với bố mẹ cho sướng. Cô gái úy kể, nhà em toàn con trai, có mỗi em là gái nên bố cưng chiều lắm. Nhớ hôm em cưới, lúc chuẩn bị lên xe về nhà y, bố cứ khóc sụt sùi đi theo dặn, về bên đó gắng làm tròn bổn phận làm dâu. Có gì ứng ứng cứ gọi về cho bố mẹ, đừng chịu đựng một mình con nghe chưa? Nghe bố nói, em khóc như đứa trẻ, bệnh viện mãi thế hệ lên xe về nhà y được. Ảnh Minh hỏi. Sau cưới, vì chưa có điều kiện nên hai bà xã y em phải sống bình thường với mẹ y. Khổ cái tính bà cay nghiệt mà xét nét con dâu sợ khủng. Bực nhất cái kiểu lúc nào bà cũng coi con trai mình là tiếng tưởng còn con gái nhà người ta là rác. Lại là một cảnh đi làm dâu khiến chị em phát sợ. Nhiều người khai mạc liên tưởng tới hoàn cảnh của mình. Cô gái kể tiếp, bà bên con trai, lão nhà em ham tụ tập chơi bời, có hôm đi xuyên đêm tới mờ sáng thế hệ mò về. Em điên lên cằn nhằn nói lại mấy câu. Bà ở phòng bên nghe thấy chạy lung sang mắng em hỗn, dám trèo đầu cưỡi cổ nắm nạt y. Mấy lần như thế, em chán. Sao lão muốn làm gì em cũng kệ. Khổ nhất cảnh, mỗi lần bố mẹ em sang chơi là kiểu gì bà cũng tố tội con dâu nào là dụng, nào là đoản, sống không có tâm với nhà y. Ngoài ra thực tế có lúc nào là lúc em không cơm bương nước rót chăm bẵm bố mẹ y. Mỗi lần nghe thông gia nói thế, bố mẹ em dù bực nhưng cố nín nhịn vì con gái. Thi thoảng bố lại gọi điện nói chuyện cả tiếng đồng đại dương dặn dò động viên em. Có thời gian, ông lại bảo mẹ làm mấy đĩa mồi ngon để gọi lão y em sang ngồi nhâm nhi, bố con tâm sự. Cho đến hôm ấy, vô tình mượn điện thoại của lão để nhắn tin, thấy lão chưa thoát tài khoản Facebook em thế hệ mò vào ngó nghiêng xem như thế nào, ai ngờ túng ngay được tin nhắn lão chát chít với gái. Chúng nó còn gửi cả ảnh nóng cho nhau nữa cơ. Qua những gì em đọc được thì lão đã lên giường với con đó vài lần rồi. Ước quá em làm ư. Trong lúc cãi giả, không kiềm chế được, em ném điện thoại của lão ra sân. Thế là lão nổi điên túng em tát lấy tát để. Mẹ y em đứng đó không hề can ngăn con trai còn vinh mặt ra vẻ rất hài lòng. Không ngờ đúng lúc đó bố đẻ em sang chơi, chứng kiến cảnh quý ông chạy lại hất ngược con rể ra, kéo em về phía ông. Bố em tức tím mặt mà vẫn kiềm chế hỏi hai đứa có chuyện gì mà đánh nhau, có gì lỏng lẻo bảo nhau. Ảnh Minh hỏi. Bố em vừa chấm dứt câu, mẹ y đã nhảy ngược bảo, vợ láo thì phải vậy, ông đừng có bên con gái. Nghe thế, bố quay sang hỏi em chuyện như thế nào. Tuổi thân, em nức nở kể từ đầu cho bố nghe. Bố em im lặng chưa lên tiếng, mẹ y em lại tiếp tục nhảy cồ cồi chỉ tay vào mặt em nghiến răng, đàn ông chơi bời, gái là lẽ thường. Là bà xã phải biết chấp nhận, không biết đường ăn ở, tôi trả về nơi sản xuất. Nghe đến đây, bố em đứng phắt ngay dậy bảo, khỏi cần bà đuổi, tôi sẽ dẫn con tôi về. Cùng là đàn bà với nhau mà bà quá đáng thật. Nói rồi ông quay sang em nhẹ nhàng cười, lấy y để hạnh phúc, chứ lấy để chịu đòn roi thì về nhà với bố cho sướng. Vậy là em theo bố về. Hôm sau lão nhà em tự giác sang xin lỗi em với gia đình, nhận sai hứa sẽ thay đổi. Song bố mê bảo để em tự quyết định. Thật sự, em thấy mệt mỏi lắm, lão đã hư hỏng, mẹ lão lại ghê như thế. Em có về chắc cũng chỉ được 3-7-21 ngày là lại gia chạm nên em bảo lão cứ tạm thời ly thân một thời gian cho em suy nghĩ lại rồi quyết định sao. Theo mọi người em có nên tha thứ cho y không? Theo dõi đến đoạn kết câu chuyện của cô gái, ai cũng đồng tình với cách hành xử của bố đẻ cô. Đúng là chỉ bố mẹ đẻ thế hệ yêu đương con nhất. Còn chuyện cô có nên tái hợp với anh y kia để tiếp tục cảnh làm dâu ấy nữa hay không, cô gái này cần phải suy nghĩ cho thật thấu đáo. Bởi chỉ có người trong cuộc như cô thế hệ biết nên hay không nên.